Hôm nay thằng bạn mình đi về Phú Quốc, mình ra mình sẵn việc mình xuống đây mình làm một cái video clip gửi cho các bạn cùng xem luôn. Honda hai bánh đó mình xuống dưới là bao nhiêu vậy? 190 hả, là chiếc xe hả? Còn người mình là một giá nhiêu? 340 vậy. Chào mừng cô chú và các bạn đến với kênh Cậu Ba Kiên Giang. Kính chúc ngày mới an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình review cái chỗ bến tàu Gạch Giá và Phú Quốc ở Kiên Giang. Bến cảng này thì cũng không riêng về Phú Quốc, cũng đi là như là Hòn Tre, Hòn Sơn, Nam Du, thì cũng ra các đảo trong tỉnh. Đây là cái đầu vàm bến tàu đang chạy vào nè. Thì cái tàu này là tàu Super Đông, ở Phú Quốc chạy vào bến Gạch Giá. Thì giờ là 9:30 nè, 9:30 tàu này sẽ cập bến Gạch Giá. Lịch hoạt động của bến tàu này là từ 7:00 sáng xuất bến cho đến 13:45 là coi như hết vé xuất bến đi ra Phú Quốc hoặc là những đảo khác. Còn lịch cập bến của bến tàu Gạch Giá Phú Quốc này là từ 9:30 sáng cho đến là 16:30 chiều là các tàu từ ngoài đảo cập bến Gạch Giá này. Về giá vé từ Gạch Giá mình đi về Phú Quốc là coi như là 340.000 đồng cho một vé, còn cái vé VIP là 540.000, thì theo cô chú anh chị chọn nhé. Ta đã vào bến nè. Đây là mình đang đứng ở trên cái cầu cống sông Kiên nè, mình nhìn vào xuống bến cảng nè. Đây các chiếc tàu ở từ ngoài Phú Quốc đi vào sẽ đậu ở bến đây. Và sau đó thì khách sẽ lên đường đó. Đây là cầu sông Kiên nè. Cầu cống sông Kiên. Ở trước bến cảng là cái cầu cống sông Kiên nè. Thì cầu cống sông Kiên nè ở chỗ cái đường ga chỗ bến cảng. Đây là đường ga bến cảng. Đấy, trước bến cảng là cái chỗ mà cái cổng chào khu đô thị Tây Bắc này, thì cũng kế bên đó thôi. Còn cái phía bên tay phải đó là nhìn đó là cái chợ Vĩnh Thanh, đó là chợ Vĩnh Thanh. Đây du khách ở từ Phú Quốc đang ra nè. Đây bến tàu Gạch Giá Phú Quốc. Hiện bây giờ tàu đang lên bến đây nè, đang cập bến từ ở Phú Quốc ghé vào. Thì khi mà tàu ghé bến thì cái cổng ga thì ở đây thì bảo vệ mở cửa cho ga vào. Nghĩa là cái cổng vào là phía bên kia, đây là cái cổng ga. Mình sẽ đi thăm quan khi khách mà đang lên luôn. Đây là cảng số 1 nè, cầu cảng số 1. Ở đây vô. Đây cũng rất đông luôn. Đây du khách ở từ ở Phú Quốc đi vào. Mấy ông đó làm gì đó mà đâu ngoài vậy? Đi đâu? Xin gì đâu? Rồi kia đây là đang đón khách ở đây. Số khách vào. Đây khách đang cập bến lên nè. Tàu này đã chở cũng rất đông. Thank you.
ở ngoài này thì các tài xế xe, các xe taxi, xe đầu, xe Honda, coi như là kêu bằng xe Honda ôm đón khách và bắt khách để chở khách đi rất là nhiều ở khu ở phía bên ngoài. Ở đây vòng quanh đó thì đó là đó, ở nhà trước mặt mình thấy đó là nhà bán vé, ở đó là khu bán phòng vé để khi mà các bạn, các cô chú, anh chị đến đây thì mình sẽ ghé vào cái phòng vé này là mình đặt vé để đi ra Phú Quốc hoặc là đi các hòn như hòn Nam Du và Củ Chon, thì Nam Du, Củ Chon, hòn Sơn và hòn Tre thì cũng là ngay chân cái quầy bán vé đó. Đây, chiếc tàu này cũng mới cập bến nè, thì đang khách đang ở ngoài Phú Quốc vào nữa nè, rất đông. Ở đây thì số người nhà đón khách và các xe đưa đò và xe taxi ở trên đây cũng đón khách từ ngoài Phú Quốc vào. Thì những chiếc tàu nhỏ đó thì tàu đi Hòn Tre, Hòn Sơn rồi đó, thì đậu ở khu vực đó. Đây là không gian từ bến cảng nè, cầu cảng số 1, cầu cảng số 2 và cầu cảng số 3, thì có 3 cái điểm ghé từ Phú Quốc vào đây. Này bây giờ là em nói chuyện là bây giờ đó là ở đây là phòng vé nè, không có xe ở ngoài. À, đây là nhà chờ phục vụ cho hành khách này. Không lo trước vô tham quan à. Đây là phòng chờ, các chỗ phòng bán vé Phú Quốc và các hòn Tre, hòn Sơn, Nam Du ở đây. Cũng giá cả ở đây là cũng có hợp lý luôn, đã niêm yết giá ở đây rõ ràng luôn. Đây chỗ cái phòng chờ cũng rất rộng, rộng. Các loại vé là như gạch giá Nam Du thì 230.000 cho một người lớn, còn người cao tuổi thì chỉ có 195.000 và trẻ em 170.000, còn Hòn Sơn thì rẻ hơn là 160 và 140, 120. Còn gạch giá Phú Quốc là một người lớn 330.000, trẻ em 240, người cao tuổi thì 280. Đây bến tàu chuẩn bị xuất bến nè. Sao bộ? Chuẩn bị đi hả? Ai biết đâu thì ngồi đây chừng nào xuống tàu kìa. 10 giờ mấy mấy xuất bến thôi, 10 giờ 20 phải không? Tàu này. Ủa chiếc xe Honda hai bánh đó mình xuống dưới là bao nhiêu vậy? 190 hả, là chiếc xe hả? Còn người mình là một giá nhiêu? 340 Người mình là 340. Alo. Nói giá lâu rồi mà chở tàu, bây giờ đi tàu 10 giờ rưỡi đang điện lắm, uống cà phê một lý. Đây số khách chuẩn bị xuống tàu nè. Hay quá. Tàu bè dâng lên giá lúc 2-3 ngàn. Đây bạn mình đây. Bạn Phú Quốc nè. Chào. Còn nào có dịp đi ra mấy bạn gì ra qua chơi nha. Rồi. Chào tạm biệt bạn. Tạm biệt. Chúc bạn mạnh khỏe. Rồi. Rồi xuống đi. Có kiểm vé mua vé qua online à? Ai biết đâu nhỏ cháu điện ngay. Mua online à? Đúng rồi, mua vé online. Vé online. Rồi xuống bến tàu đó. Tàu này lớn nha, sức tàu này chắc chứa cũng nhiều ha. Nhiều. Cả 400. Ủa tàu này chạy ra tới bãi ngoại mấy tiếng, 2 tiếng rưỡi hả? Tàu chẳng sai chạy 5 phút. Có chuyến chạy điện thoại thổi chạy chậm là gần 3 tiếng. Mà giờ nó xuống cấp rồi. Tàu này hai lượng hay một lượng ta?
Rồi tàu này đang xuất bến anh em ơi. Đang chạy xuất bến luôn. Rồi, hôm nay thằng bạn mình đi về Phú Quốc. Mình ra mình sẵn việc mình xuống đây mình làm một cái video clip gửi cho các bạn cùng xem luôn. Tàu này rất lớn ha. Sức chứa tầm khoảng 400 khách á. Tàu hai lượt. Tàu ra đây. Những chiếc tàu bên đó là super đông rồi, bên đầu dài dài cặp bến đó cũng chờ giờ chạy. Rồi video mình đến đây mình cũng kết thúc, hẹn lại những video tiếp theo. Cuối cùng mình cũng xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành vui vẻ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.